Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Nguyễn Viết Hòa. Hôm nay tôi lại trả lời cho quý vị và các bạn câu hỏi là gà biếng ăn thì phải làm sao. Đây là một câu hỏi rất là hay. Trước hết là xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã luôn yêu mến và ủng hộ kênh Nguyễn Viết Hòa trong suốt nhiều năm qua. Bây giờ chúng ta vừa quay video gà vừa nói luôn nhé. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi cũng như để ủng hộ chúng tôi quý vị và các bạn nhé. Xin mời quý vị cùng đi nào. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Nguyễn Viết Hòa. Hôm qua có người hỏi tôi là gà mà biếng ăn thì phải làm sao. Đây là một câu hỏi rất là hay. Hôm nay sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn. Đây. Như con gà này thì chúng ta chỉ nên ăn gà này là chỉ ăn lúa thôi, không ăn cám. Cám là gà con á. Cái quan trọng nhất để cho gà nó không biếng ăn là chúng ta phải cho ăn đúng giờ. Chứ nếu mà chúng ta cho ăn nhiều quá, lúc nào cũng thừa thức ăn thì gà nó sẽ không muốn ăn. Nó cũng như người vậy thôi. Người chúng ta cũng vậy, nếu mà cứ suốt ngày cho nó ăn lắt nhắt chẳng hạn thì nó cũng sẽ không muốn ăn. Gà thì người ta khuyên là mỗi ngày chỉ nên cho ăn 2 bữa và đúng giờ, còn gà con thì có thể cho ăn nhiều hơn. Nếu mà ban đêm mà chúng ta thắp bóng sưởi á thì chúng ta nên cho ăn thêm cả ban đêm nữa. Để tôi nói tiếp nha, có nghĩa là sẽ ngoài cái việc mà chúng ta cho ăn đúng giờ thì chúng ta phải cho ăn đủ chất. Đấy, lúa, ngô, rau này. Đó, rồi thi thoảng là cho ăn cá. Cá thì nên nấu lên cho nó ăn. Cá, thịt thì cũng thế, thi thoảng cho ăn. Nếu mà chúng ta nuôi không gian hẹp cái này thì chúng ta phải cho nó ăn đủ chất. Thì gà nó mới nhanh lớn và nó mới kích thích ăn. Chứ còn nếu mà chúng ta cho ăn lúa miết nó chán, ăn ngô miết nó cũng chán, nó sẽ không muốn ăn. Mà điều quan trọng là chúng ta phải cho nó ăn đa dạng. Lúa hôm nay đến nó quay chứ chưa đến nơi em đóng cửa mất rồi. Em cắt cái chỗ thấy làm đẹp chưa? Hôm nay anh nắng tuyệt vời, hôm nay có đủ ánh sáng. Xong rồi đúng không? Dạ. Cao đẹp. Nó nhiều ngày hơn đàn này. Con gà tầm này nó nhanh lớn không chứ? Nó cứ vài ba ngày chúng ta ra thấy nó khác này. Ôi, coi này, lúa này, lúa thừa. Này đến giờ ăn là không hót nữa. Hôm nãy là hót ở Mỹ, giờ đến giờ ăn là nó tập trung ăn không hót nữa. Thì chúng ta sẽ đi sang khu tiếp theo quý vị. Ổi rất là nhiều quả này. Ổi đợt này quả nhiều lắm quý vị. Quả đợt này ổi rất là ngon luôn. Giờ này là nắng rồi là không cần bóng điện nữa quý vị. Ta cứ tắt bóng điện đi thôi. Đây là khu tiếp theo. Đấy. Ta đi sang khu tiếp theo quý vị. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau của chúng tôi cũng như để ủng hộ chúng tôi. Và nếu mà có ai có câu hỏi gì thì chúng ta cứ nhớ để lại câu hỏi cho chúng tôi. Bởi vì có những câu hỏi mà chúng tôi đã làm video rồi á thì chúng tôi sẽ gửi đường link cho quý vị các bạn xem. Còn có những cái câu hỏi mà chúng tôi chưa làm video
thì chúng tôi sẽ làm video cho mọi người xem luôn. Đấy. Bọn này nó đông thì nhìn vui nhỉ. Nó tư tập trung để thấy chụp cái ảnh ấy, em làm phân tán ra chưa chụp được cái ảnh. Thôi bây giờ thì thôi rồi, bây giờ phân tán như thế này. Rồi em cứ ôi chưa chụp được ảnh lại phân tán tiếp, mình bảo cô tránh ra để mình chụp cái ảnh, cô lại bỏ thêm cái chỗ khác nữa lại không chụp được. Thôi em tránh đi. Thôi cứ cho ăn đi. Về cơ bản để gà ăn nhiều và không miếng ăn thì chỉ có đơn giản vậy thôi, còn tôi thì chưa có dùng cái men vi sinh, chỉ cho ăn như vậy thôi chứ chưa có dùng men tiêu hóa bao giờ cả. Cứ cho ăn đúng giờ và cho ăn đủ chất cho nó là được. Đấy, nó rất thích ăn rau quý vị nè, thức ăn ở những nơi khác có nhưng mà nó tập trung. Nhiều người cứ bảo bí quyết mình nuôi như nào mà gà đẹp, rồi thậm chí có những trại lớn nó bảo đến để học tập, nhưng mà thực ra là mọi cái bí quyết ấy, là mình đều chia sẻ trên kênh YouTube của mình cả rồi. Anh em cần hỏi gì thì cứ hỏi, mình sẽ gửi đường link cho anh em xem thôi. Nay gió nhiều nên hơi bụi. Thi thoảng có thể nửa tháng mà chúng ta pha cho nó một lần khế hoặc chanh hoặc quất này vào thức ăn cho nó. Khế thì mình thái ra, còn chanh với quất thì mình trộn vào đồ ăn thức uống cũng được. Gà trống đúc thì chúng ta nên nhốt lại mỗi ngày, chúng ta chỉ nên thả ra vài ba tiếng, không nên thả nhiều quá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi và bấm vào chuông có chữ tất cả để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau của chúng tôi.